Hay. Rồi con rải cho gà nó lại đây đi cho con dễ. Dễ thương dễ sợ ha. Con đừng giục xa quá chê định, con giục lại trước cái chân con đi. Cha lệnh kêu đi, kêu nó kêu gà đi. Nè. Ừ, kêu gà đi. Gà lại ăn kìa. Ừ, gà lại ăn kìa. Kêu gà đi cha lệnh. Tiếng con hung em cái đây. Tiếng hung em cái. Hung em cái đi. Em ơi. Cha lệnh, cha lệnh. Hung hung anh cái, hung anh cái. Hung anh cái đi. Hung anh cái. Trời, anh hung em cái đi. Anh hung em đi. Anh tí hung em cái đi. Hung miếng à, hung cái. Trời, diễn gì diễn viên. Cho gà ăn đi con. Muốn cho nó chụp hình đem gà về cho ra. Cho nó mấy triệu cho mình. Giỏi quá, tiếng giỏi quá. Con tên gì? Trời ơi, giỏi. Còn cô tên gì? Cô tên gì? Cô tên gì? Ê hả, vùi vô mắt rồi, lại đây cô chùi cho, lại đây. Lại đây, con bị sao? Vô mắt rồi hả? Rồi có bị ngứa không? Rồi ok không? Bây giờ được chưa? Nói chuyện khôn ghê ha. Anh ơi, anh cho em miếng, em rải cho gà ăn với anh. Dạ. Anh cho em miếng, em rải cho con gà ăn với. Hai. Này nó không ăn lúa, nó ăn cái này.